Khương mến chào em gái khách hàng ở xã Khánh Hòa, U Minh, Cà Mau. Em có đặt ủng hộ Khương bộ hát live stream mixer E4 và một cặp mic đôi. Và trước khi gửi hàng cho em anh Khương sẽ lên video và cho em nhìn cái đồ hàng của em và test chi tiết cho em luôn. Và em có báo với anh Khương là em có thể đứng hát song ca nên anh cần nói dây tai nghe nó dài dài một chút. Thì anh Khương cũng nói với em luôn, nhà sản xuất thì cái dây tai nghe nó thiết kế thì không được dài lắm. Cái này anh tặng riêng em 2 dây. Có nghĩa là dây trong đây nó dài hơn 2 mét nha. Có thể làm đứng hát thoải mái luôn. Khương nói không nói chính xác bao nhiêu mét, tại vì Khương đo sơ một cái là nó hơn 2 mét rồi, có thể là gần 3 mét luôn nha. Dây này rất là dài. Em về và một dây clip live stream xịn đây. Em về em găm cái đầu hai gạch vô cái lỗ như cái hình video nghe, nó sẽ chia ra hai cái tai nghe đây. Em kêu làm cho em con dây song ca đây. Anh gắn có một cái tai nghe vô anh kiểm tra âm thanh là lý do của mình anh hát. Còn nếu em có bạn bè đó thì em găm một cái tai nghe nữa là hai người cầm hai mi hát luôn nha. Và mở nguồn lên kết nối cái tên thiết bị là BT Audio để lấy nhạc đây. Như vậy là xong thôi, là hát thôi. Đầu còn lại cái dây này thì mình găm vào điện thoại live stream, cái đó thì ai cũng biết rồi. Giờ Khương mà sẽ tăng vang lên và Khương hát hai mic cho em luôn, kiểm tra âm thanh cho em luôn. Em có quên gì nhìn lại video cho anh ha. Và anh đã nhận tiền của em Agribank vào lúc 10 giờ 46 phút nha, đã nhận tiền xong. Rồi anh test đây. Test cho em gái khách hàng Khánh Hòa, U Minh, Cà Mau. Viết từ KBC, sáng tác Mạc Phong Linh, Hoàng Minh, karaoke Tình Trần. Khương hát một đoạn xong rồi Khương hát cái mic khác một đoạn nữa rồi Khương gửi qua. Nếu mà dài quá khoảng 7 phút là sợ gửi rồi khách xem không được, nên Khương sẽ hát một đoạn, một mic. Từ KBC ra lạnh rừng sâu, anh gửi lời thăm về em yêu dấu. Qua bao ngày chúng mình xa nhau, chắc em để phấn son nhăn màu và buồn trong cả rặng chim bao. Đừng buồn em ơi, nếu hiểu được đây miền từng xanh bụi vương áo linh. Khi quê mình khói lửa điêu linh, nhớ em nhiều biết sao thôi đành vùi chôn hòa lầm chứ tình. Bây giờ gần 4 phút, Khương tắt Bigo 1, Khương gắn pin vào Bigo 2, Khương test nữa nha. Giờ Khương ve lại nha, làm lại test tiếp tục Micago thứ hai cho khách Khánh Hòa, U Minh, Cà Mau. Đã nhận tiền 10 giờ 46 phút Agribank. Có hai cái miếng này về khách gắn vô nha, để nó chống lăn chống chạy mít. Từ KBC ra lạnh rừng sâu, anh gửi lời thăm về em yêu dấu. Qua bao ngày chúng mình xa nhau, chắc em để phấn son nhăn màu và buồn trong cả rặng chim bao. Đừng buồn em ơi, nếu hiểu được đây miền rừng xanh bụi vương áo liền. Khi quê mình khói lửa điêu linh, nhớ em nhiều biết sao thôi đành bụi chôn hòa lầm chứ tình.
Rồi, rồi anh bấm nhỏ nhạc lên nói thêm ha. Rồi bây giờ anh bớt quan luôn ha. Đó em cứ nhìn lại, cứ quên gì thì nhìn lại. Về nhà cứ gắn cái cục thu âm của cặp mic này vô, mở nguồn lên. Xong rồi đến mở cái mic này lên, kết nối Bluetooth, như vậy là hát thôi. Dây livestream thì Hương đã có video nhìn luôn rồi nên không có nhầm được. Đây nó sẽ chia ra hai cái tai nghe đây để xong ca. Đầu còn lại găm vào cái điện thoại Hương đang livestream quay xuống đồ cho khách đó, nền nhà đó. Các cái khách hàng khác xem chung thì thông cảm cho Hương, tại vì Hương livestream là Hương phải quay xuống cái đồ cho khách như thế nào là về hát khác. Khách sẽ hát hay như vậy và hay hơn Hương rất nhiều. Hương không có quay lên quay chỗ khác gì hết. Nếu như vậy là sẽ cắt ghép chỉnh sửa. Hương làm ăn hồi đó giờ hơn 10 năm nay là như vậy, gõ nét với khách hàng của mình. Rồi một lần nữa Hương cảm ơn khách hàng ở Khánh Hòa, U Minh, Cà Mau rất nhiều đã chuyển tiền rất là sớm cho Hương. Bây giờ Hương sẽ cho đi hàng đi kịp hôm nay luôn. Cảm ơn khách rất nhiều.